Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Minh Gà Vlog. Thì thưa quý vị và các bạn, là đồng thời với cái mùa phát của cây hoa hồng thì cũng rất nhiều các bạn, những người mới bước vào chơi hoặc những bạn mới mua thêm hoa hồng hay là những người đang mua cành chiết ở trên mạng, thì cũng có những anh chị đã hỏi là tôi trồng cành chiết thì nó lên mầm rất là nhiều nhưng mà xong thì nó lại bị thối đi một nửa hoặc là thối ở giữa thân rồi nó chết. Thì hôm nay Minh Gà muốn là chia sẻ đến quý vị và các bạn, những anh chị, cái nguyên nhân tại sao cái cành chiết mà các bạn trồng nó lên mầm xong nó lại chết như vậy, và làm sao để khắc phục được nó và chăm sóc như thế nào để được một cái cành chiết, khi các bạn mua cái cành chiết như thế nào thì nó đảm bảo, và khi các bạn thấy nó không đảm bảo thì các bạn nên phải làm nó như thế nào để chăm sóc được một cái cành chiết đỡ phải mất công, mất tiền và mất cái thời gian chăm sóc của chúng ta các bạn nhé. Trước hết thì các bạn có thể là theo dõi để Minh Gà cắt một cái cành chiết đại vườn của Minh Gà. Trong cái video lần trước Minh Gà hướng dẫn các bạn chiết cành các bạn nhé. Ở đây thì những cái cành chiết của Minh Gà đều có rễ rồi, nhưng bây giờ Minh Gà sẽ cắt một cái cành để làm để chia sẻ với mọi người cái cách trồng cành chiết nó như thế nào. Và đây là cái cành chiết mà Minh Gà chiết ở trong vườn của nhà các bạn nhé. Và cái cành chiết thì các bạn nhìn này, đây này, nụ hoa của nó đây, đấy các bạn thấy không ạ? Nụ hoa của nó này, nụ này, đó, nụ và vẫn cành vẫn phát triển bình thường các bạn nhé. Đây bây giờ Minh Gà sẽ tiến hành cắt cái cành chiết cho các bạn xem. Minh Gà đã chuẩn bị đất này, đất rồi chậu để chuẩn bị xong để trồng cái cành này cho các bạn. Thì trước hết khi cái cành mà các bạn chiết ở vườn thì chắc chắn là những cái mầm như thế này thì không để được, thì phải cắt đi các bạn nhé. Đó, phải cắt đi, cắt bỏ đi. Chúng ta sẽ cắt bỏ bớt đi những cái cành mầm như thế này để cho cái cây nó không bị là... cái cành của chúng ta nó không bị mất sức quá, nó cái bộ rễ, cái rễ của cái cành chiết nó còn yếu thì chúng ta cắt. Và những cái cành này thì chúng ta có thể làm cái chi lùn, cho nên những cái cành ở đây thì chúng ta cắt bỏ luôn để cho chúng ta tạo được một cái chi lùn ở trên này. Và bây giờ thì Minh Gà sẽ tiến hành là tháo cái bầu chiết cho các bạn xem. Ở đây thì Minh Gà không đem kéo ra, đem mỗi cái kéo cắt ra thôi các bạn, thì để cho các bạn xem cái rễ Minh Gà chiết nó như thế nào. Ai da. Lúc chiết thì buộc chặt, bây giờ tháo thì khó các bạn, không có kéo cắt ở đây nên là nó mới dít vào cành. Đấy. Và đây là cái cành chiết của Minh Gà các bạn nhá. Đây là rễ của nó, thì các bạn có thể là quan sát kỹ là cái rễ cành chiết của Minh Gà đây. Thì bây giờ Minh Gà sẽ phân tích luôn với mọi người là gì, tại sao các bạn trồng cái cành chiết nó lại bị khi các bạn mua cành chiết về các bạn trồng thì nó lại bị lên mầm xong nó lại thối hỏng. Thì các bạn có thể là để ý ở mấy cái vấn đề như thế này. Thứ nhất là cái rễ. Nếu như các bạn mua về mà cái rễ này này, các bạn nhìn thấy không ạ? Các bạn nhìn là cái rễ ở đây này mà nó bị chuyển sang màu vàng, nhưng mà màu vàng của úng nước ấy. Màu vàng của úng nước ấy thì rất dễ bị hỏng cành các bạn nhá. Sau đó nó sẽ bị thối cái rễ này và nó thối theo cái vết chiết cành là nó hỏng. Nếu như các bạn nhận hàng về mà những cái cành như thế này, mà những cái cây như thế này á, mà các bạn mà thấy cái rễ này của nó bị úng như vậy thì các bạn nên xử lý lại là bằng cách là các bạn có thể là để cho nó ráo nước một chút rồi các bạn ngâm với nhúng qua cái nước vôi trong, hoặc là cái ấy các bạn nhúng qua một cái để cho nó khử được cái nấm ở đây, để xong thì đó các bạn trồng. Và nếu các bạn thấy là khi các bạn mua về mà thấy cái đầu cành này nó bị thối rồi này, thì những cái cành chiết đó các bạn trồng thì sẽ mất 50% là nó sẽ bị hỏng mất các bạn nhé. Đấy là cái nguyên nhân đầu tiên. Cái nguyên nhân thứ hai, khi các bạn mua ở trên mạng thì thường thường là người ta bó cành đúng không ạ? Người ta bó cành thì những cái gai ở trên thân cành này đúng không ạ? Những cái thân gai ở trên thân cành này nó sẽ đâm vào những cành khác. Ví dụ như hai cái cành mà buộc sát vào nhau như thế này, nó sẽ đâm vào thân cành, nó đâm vào, cái gai nó đâm vào nó làm dập ở đây. Thì các bạn khi các bạn trồng xong các bạn nhớ phải phun thuốc nấm. Đấy, các bạn trồng xong các bạn nhớ phải phun thuốc nấm để cho cái cây này nó cái những cái vết dập này nó không bị. Và các bạn tưới thì các bạn chú ý là trong những cái ngày đầu khi mà nó chưa khô cái cành thì các bạn không nên tưới ướt ở trên cái cành này quá. Khi các bạn tưới ướt thì nó sẽ làm cái vết thương này nó bị sót và nó sẽ làm thối những cái đoạn này và chết của các bạn. Còn cái nguyên nhân cuối cùng, nếu như khi các bạn mua cái cành này về mà cái rễ, cái bộ rễ này nó đảm bảo đúng không ạ?
cái bộ rễ này của các bạn nó đảm bảo. Ở trên này những cái vết dập này các bạn đã xử lý tốt đúng không ạ? Những cái vết dập này các bạn đã xử lý tốt. Thì còn quan trọng là cái vấn đề trồng cái cây như thế nào. Đấy. Thì các bạn phải là biết cái cách trồng cái cây như thế nào. Thì cái giá thể để trồng cành chiết thì Vinh Gà khuyên các bạn là như thế này. Nếu các bạn có chấu hun thì các bạn trộn 50% chấu hun, 50% chấu hun và 50% đất để các bạn trồng các bạn nhé. Còn nếu không có chấu hun thì các bạn trộn 50% chấu tươi và 50% đất để các bạn trồng cái cành chiết. Hoàn toàn trong cái thời gian trồng cành chiết này thì các bạn không nên trộn phân. Nếu có trộn phân thì các bạn cho một lượng nhỏ phân đã hoai mục, thật sự là hoai mục. Còn nếu còn có sót thì nó rất dễ là hỏng một cái cành chiết của các bạn. Với cái bộ rễ như thế này thì các bạn trồng cái cành chiết nó sẽ phát triển ngay. Một lát nữa Vinh Gà sẽ cho các bạn thấy là những cái cành chiết mà mới đây nhất Vinh Gà trồng nó đã phát triển như thế nào, để cho các bạn thấy là cái cách trồng cành chiết của Vinh Gà nó có ổn hay không các bạn nhé. Thì bây giờ thì Vinh Gà sẽ tiến hành trồng. Với những cái cành to, nếu các bạn mua những cái cành chi to thì nhất thiết các bạn phải có một cái cây buộc. Còn nếu những cái cành bé như thế này, các bạn có thể có cây buộc cũng được hoặc không có cây buộc cũng được. Nhưng nếu như có cái cây cắm để buộc cố định cái cành này là tốt nhất. Thì Vinh Gà sẽ cắm một cái cây ở đây để cố định cái cành. Vinh Gà rút ở một cái cây bên cạnh. Đây, bây giờ Vinh Gà sẽ cho đất vào đây. Đây là cái giá thể của Vinh Gà. Các bạn thấy là Vinh Gà đã trộn một ít giá thể hôm trước là trồng mấy cái cây hồng kia nó còn ở đây. Đấy, thì Vinh Gà còn, các bạn Vinh Gà vén bỏ những cái đất cục ra, không lấy đất cục này. Thì nó còn chặt lại đất cục đây, khi trộn vào đây. Thì Vinh Gà sẽ bốc cái đất này vào. Đây là 50% chấu và 50% đất các bạn nhé. À, Vinh Gà quên. Khi các bạn chuẩn bị cái chậu như thế này thì các bạn nhớ là chuẩn bị cái lỗ thoát nước này, các bạn phải để ý được cái lỗ thoát nước này. Nếu cái chậu của bạn mà lỗ thoát nước nó kém quá thì các bạn nên là đục cái lỗ thoát nước cho tốt. Khi các bạn trồng cành chiết như thế này thì các bạn không nên cho nhiều đất quá các bạn nhé. Không cho nhiều đất quá, cái nguyên nhân là tại sao? Khi nếu như các bạn cho nhiều đất quá mà khi các bạn tưới cái lượng đất ở trong này mà cái nước nó nhiều quá, nó rất dễ là không thoát được nước nhiều. Nó giữ lại nước nhiều và nó làm cho cái rễ cây của bạn thối, dẫn đến cái cành chiết của bạn thối. Sau đó thì các bạn khi các bạn cho đất như vậy rồi thì các bạn sẽ tiến hành đặt cái cây đúng không ạ? Các bạn sẽ tiến hành trồng cái cây. Mình là sẽ cho thêm một ít đất nữa, nói chung là cho hơn nửa chậu đất thôi các bạn nhé. Đấy, các bạn cho hơn nửa chậu đất thôi, không cần cho nhiều. Ở đây Vinh Gà còn có một ít giá thể này thì Vinh Gà không có trộn thêm nữa, Vinh Gà làm luôn cho các bạn. Đây, các bạn cho hơn một nửa cái chậu như thế này thôi các bạn nhá. Để là sao? Cái bộ rễ của cây nó ăn ở đây, nó ăn khi nó ăn xuống đến dưới đáy này rồi, cái cành chiết khi ăn xuống đến đáy này, chúng ta đến cái thời gian thay chậu là vừa luôn các bạn nhá. Và cái bầu đất của các bạn như vậy thì khi các bạn thay chậu nó ít bị vỡ bầu đất hơn. Thì cái vấn đề ở đây là cái gì? Khi các bạn trồng cho đất vào như vậy thì bạn sẽ cắm cái cây trước như thế này đúng không ạ? Rồi các bạn chỉ cần lấy một cái lỗ các bạn moi. Và các bạn nhớ là trồng cái cành chiết này thì các bạn trồng nổi thôi các bạn nhé, không trồng chìm. Đây các bạn có thể nhìn vào đây để quan sát. Tức là các bạn để cho Vinh Gà là gì? Cái cổ của cành chiết, cái cổ của cái vết chiết này ở ngay cái mặt đất các bạn nhé. Với cái cổ này là nó ở nằm ở ngay mặt đất. Thì cái trường hợp này nó sẽ giúp cho cái cây nó, cái rễ này nó trao đổi chất tốt hơn. Và nó tránh bị cái tình trạng là hỏng một cái rễ của cây. Sau đó thì các bạn chỉ cần lấp đất, đúng không ạ? Bạn lấp đất cho bạn, lấy tay các bạn dí này này. Các bạn dí ở xa cái bầu chiết, bầu của cái cành chiết ra một chút để giữ chặt cái cành chiết. Sau đó các bạn cố định dây. Vừa có cái dây đây, vừa cắt cái dây ra đây, đây. Các bạn chỉ cần cố định một cái dây vào đây như thế này để cho nó cố định cái cành chiết nữa là xong. Trước hết là bây giờ khi các bạn trồng, các bạn chỉ cần cố định cho cái cành chiết nó không bị lung lay đúng không ạ? Cho cái cành chiết nó không bị lung lay. Như vậy là sau đó thì là với cái mùa này thì bây giờ Vinh Gà đã trồng rồi. Thì Vinh Gà nói tiếp này. Khi các bạn trồng như thế này xong thì các bạn sẽ tưới nước đẫm cho Vinh Gà một lần để cho cái đất nhỏ nó len lỏi vào trong cái bầu của cái cành chiết cây hoa hồng, đúng không ạ? Nó len lỏi vào trong cái bầu của cành chiết cây hoa hồng và nó cố định giữa cái đất
với cái bầu chiết, tránh cái tình trạng nó bị lung lay. Vì cái rễ non của cái cành chiết này khi nó ra, nếu nó bị lung lay một cái nó gãy ngay và từ đó nó sinh ra nấm hoặc sót rễ, nó thối. Và các bạn tránh tình trạng các bạn trồng cái gốc sâu quá, khi nước ở dưới nhiều nó cũng bị thối rễ. Đó là vấn đề về tưới nước. Thì sau khi các bạn tưới nước một lần như vậy, nếu đất còn ẩm thì các bạn không cần tưới nữa cho đến khi nào các bạn cảm thấy đất này nó bị khô thì lúc đó các bạn tưới. Với mùa này các bạn không cần tưới nhiều như nhiều, vì cả tuần khi các bạn tưới xong cả tuần nước vẫn còn, đúng không ạ? Đó là cái đầu tiên khi các bạn trồng cành chiết ở mùa này. Cái thứ hai nữa là với ở trên cành chiết này, do những cái vết cắt chúng ta mới cắt, đúng không ạ? Và những cái vết nếu các bạn cây nó bị vận chuyển ở đây, nó bị dập, thì các bạn không nên phun nước tưới ở trên này ngay, mà các bạn để cho vinh gà 1 ngày đến 2 ngày sau thì các bạn bắt đầu phun ở trên này, phun xương ở trên cành này. Và sau 10 ngày, các bạn có thể phun phân bón lá cho cành chiết. Còn hoàn toàn ở dưới này, đúng không ạ? Ở dưới này các bạn không dùng một loại phân gì cho đến 25 ngày sau các bạn nhá. Dưới gốc các bạn không dùng một loại phân gì cho đến 25 ngày sau thì các bạn có bắt đầu có thể tưới hoặc bón các cái dòng phân. Và đặc biệt nếu các bạn dùng phân vô cơ thì nhớ là pha loãng để mà tưới. Và các bạn tưới giống như là tưới nhử, tức là tưới một ít, gọi là có hơi phân, để cho cái cây của bạn nó mớm, cái rễ nó phát triển. Chứ các bạn đừng ham chăm thì cái cây nó phát triển. Khi cái rễ cây nó già rồi các bạn sẽ chăm sóc bón phân bình thường để cho cây nó phát triển thành một cây hoa hồng non. Và các bạn nhìn là cả một cái dãy này của Vinh Gà đều là cành chiết, tự tay Vinh Gà chiết ra, tự tay Vinh Gà trồng, và bây giờ nó đang phát triển như thế này. Và những người mà đang xem kênh của Vinh Gà thì các bạn cũng đã thấy Vinh Gà làm rất là nhiều lần về cái vấn đề này rồi. Và hôm nay Vinh Gà muốn là chia sẻ để các bạn ở trong cái mùa mua cây hoa hồng này, mùa chăm sóc mua cây hoa hồng trồng này, thì các bạn có thể mua và chăm sóc trồng những cái cành chiết cây hoa hồng của mình theo ý muốn. Và như thế này, Vinh Gà đã được một cái cành chiết thân chi, để sau này khi nó thành cây rồi, Vinh Gà sẽ uốn những cái cành này ra thành một cành chi đẹp các bạn nhé. Chúc các bạn thành công. Và bây giờ Vinh Gà sẽ cho các bạn là xem những cái cành chiết mới Vinh Gà mới trồng ở trong cái mùa này, nó to như thế này. Đây, các bạn nhìn là đây là cái cành chiết mà Vinh Gà trồng, mà Vinh Gà đã từng nói là cái cành chiết to đấy các bạn nhé. Đây, đấy các bạn nhìn là đây, đất vẫn còn mới đây các bạn nhìn nhá. Vinh Gà cũng mới bón phân các bạn nhá. Khi nó lên mầm như vậy rồi thì Vinh Gà mới bón phân. Và ở đây bên này cũng vậy, thì Vinh Gà còn cắm cả mấy cái cành mà cái cành mà đi mua hoa ở chợ về ấy, đây này, cắm đây này, nó vẫn sống đây. Đây các bạn sẽ xem những cái cành to như thế này các bạn nhá. To già như thế này. Và nó đã sống khỏe như thế này các bạn nhá. Đang ra nụ. Thì với cái lứa nụ đầu tiên này thì các bạn nên bấm bỏ nó đi, không nên để, thì Vinh Gà để đây, Vinh Gà quay video. Chứ nếu mà các bạn mà trồng những cái cành chiết như thế này thì ở cái lứa hoa này như thế này, thì các bạn nên bấm bỏ những cái nụ này đi, đúng không ạ? Nên bấm bỏ những cái nụ này đi để cho cái cây nó có sức, vì cái bộ rễ nó còn đang yếu. Thì các bạn sẽ bấm bỏ những cái nụ như vậy để cho cái cành chiết của các bạn nó phát triển và nó sẽ làm khỏe cây hơn. Bên này cũng vậy. Và ở đây cũng là một cái cành chiết Vinh Gà cũng trồng, nó to như thế này các bạn nhìn nha. Đây nó to bằng đầu ngón tay của Vinh Gà, Vinh Gà đặt ngón tay các bạn biết này. Và nó phát triển đây, nó cũng đang ra hoa đây. Thì Vinh Gà sẽ không để nó nữa, Vinh Gà bấm bỏ đi các bạn nhá, bấm bỏ cái nụ. Ở trên này nó có nụ cũng bấm bỏ, và đây nó đang phát triển đây. Thế còn cái lứa mầm đầu tiên này, nếu nó có là mầm điếc, đúng không ạ? Nếu nó có là mầm điếc như thế này thì cũng không quan trọng các bạn nhá. Bởi vì nó là cành chiết, rễ nó còn yếu nên các bạn không quan trọng. Sau đó các bạn chăm sóc bón phân thì nó sẽ lên được những cái mầm như thế này. Nó sẽ khỏe cái cành chiết và các bạn sẽ có được những cái cành chiết để chơi. Đẹp. Trên đây thì Vinh Gà vừa chia sẻ cái cách, cái nguyên nhân tại sao các bạn trồng cái cành chiết mà nó bị thối, đúng không ạ? Và cái nguyên nhân thứ nhất thì Vinh Gà nhắc lại, nguyên nhân thứ nhất là do cái bộ rễ khi các bạn mua cành nó không ổn định, nó không chuẩn, hoặc là nó đã bị lâu quá, nó bị úng cái rễ rồi các bạn trồng, thì cái dạng đó các bạn phải pha loãng thuốc nấm hoặc là cái nước vô trong các bạn nhúng qua một lần để tránh cái nấm. Và khi các bạn trồng thì các bạn nhớ là còn cái phần thứ hai nữa là cái gai nó bị va vào nhau, nó làm thối cái thân đó. Cái thứ ba là khi các bạn trồng là cái giá thể của bạn dùng nó không chuẩn, đúng không ạ? Thứ ba là cái giá thể các bạn trồng không chuẩn, các bạn có thể cho phân vào hoặc là nó không thoát được nước. Thứ tư nữa là cái cây mà các bạn tưới nước nhiều quá, các bạn trồng sâu gốc này, đúng không ạ? Thứ tư là các bạn trồng sâu gốc, xong các bạn tưới nước nhiều, các bạn trồng sâu cái gốc này, xong các bạn tưới nước nhiều thì cái cây của bạn nó bị úng nước, nó làm thối rễ, nó chết, nó sinh ra nấm, nó thối rễ, nó chết mất cái cành chiết của bạn. Thì các bạn rút kinh nghiệm ở bốn cái phần đó. Thứ năm là các bạn không được bón bất kỳ một loại phân gì cho đến 25 ngày sau.
Nếu cái cây của các bạn nó phát triển thế nào kệ nó, yếu các bạn cũng kệ nó. Chỉ cần các bạn giữ được ẩm, không sót phân, không uống nước thì cái cành chiết của bạn sẽ sống các bạn nhé. Đó là cái chia sẻ của Vinh Gà. Quý vị và các bạn xem video mà cảm thấy nó hay và ý nghĩa thì đừng tiếc Vinh Gà nút like. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ cho Vinh Gà. Và cũng đừng quên nhấn nút chuông ở bên cạnh để nhận thêm những video mới từ Vinh Gà Vlog. Vinh Gà xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sắp tới của Vinh Gà. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối năm vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn cũng như là thành công.